Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với phần 4 trên 6 của bài 12 Cũng là phần cuối chúng ta tìm hiểu về bản từ mới của bài này Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Từ thứ 21 ta có từ xiang. Xiang âm hán Việt là chữ tượng Cũng còn dùng trong tiếng Việt của mình à, Với cái nghĩa là giống, nó là động từ Chúng ta xem các ví dụ bên dưới Xèo Trang chai chai lị nì sang sủi à Chai chai lị nì sang suy à À, bạn trương à, trong nhà của bạn thì bạn giống ai ni sen sĩ à bạn giống ai ủa bố sáng ba bà về bố sen ma mà ủa bố sáng ba bà về bố sen ma mà tôi không giống bố cũng không giống mẹ thì cái người kia nghe rất là ngạc nhiên sư má, sư phải không sư à của hình sen dễ của hình sen dễ vâng tôi rất giống ông nội tôi rất giống ông nội Chúng ta xem tiếp ví dụ bên dưới nữa. Chín thiên bố xiang xe yu de yang zi. <laughs> xe yu de yang zi là cái vẻ muốn mưa. À, cái vẻ muốn mưa. Như vậy là hôm nay à, không có giống như muốn mưa. Hoặc là hôm nay trời không giống như muốn mưa. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Xiao trang chai <laughs> cha lị nì sang suy à. Wo bố xiang ba bà, ye bố xiang ma Sư ma Sư à Wǒ hěn xiāng yě yě Jīn tiān bǔ xiāng xiā de rồi như vậy chúng ta cứ nhớ xem là giống anh ấy giống bố tha xem ba bà giống mẹ là xem ma mà tha bố ba bà về bố xem ma cậu ấy không giống bố cũng không giống mẹ có thể giống về ngoại hình cũng có thể nói giống về những cái cá tính khác cái cái tính cách khác cũng được Kế tiếp nữa ta có từ thứ 22 là từ pha xiên. Pha xiên là phát hiện, ông Hán Việt là phát hiện vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình, vẫn còn dùng. À, mình cũng có thể dịch là thấy rằng, phát hiện hoặc là thấy rằng. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Xeo trang, sầm mơ chơi nản hòa. Xeo trang, sầm mơ chơi nản hòa. Bạn Trương à, cái gì khó vẻ nhất sầm mơ chơi nản hòa vật gì khó vẽ nhất hoặc là cái thứ gì thì khó vẽ nhất rảnh nỉ hoa bùa sen hình rũ gì pha sen rảnh nỉ hoa bùa sen hình rũ gì pha sen là người bạn vẽ không giống hình rũ gì pha sen rất dễ phát hiện rất dễ phát hiện hình rũ gì pha sen sẩm mơ chơi rũ gì hoa sẩm mơ chơi rũ gì hoa à, còn cái gì thì dễ vẽ nhất dễ dàng hóa, dễ vẽ nhất. Quỷ, quỷ là, ma. Quỷ sẩm tại sao vậy? Yên way của mình tôi Yên Bởi vì chúng ta đều không biết hình dáng của con ma. Nó ra làm sao? Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xèo trang, sẩm mơ chơi nản hoa. Nì hoa bố xiang hẳn rung yi phá xiang. Sấm mơ chơi rung yi hoa. Quỷ. Quỷ sầm mơ. Yên quê wò mân tô bú trí tàu quỷ tờ yàng zi. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 23 đó là từ chiên lị. Chiên lị âm hán Việt là kinh lý, có nghĩa là giám đốc từ kinh không thì vẫn còn như kinh hoa hay là cái gì đó và từ lý cũng còn quản lý cũng còn dùng à, từ này là quản lý đây quản lý tơ lị với cái nghĩa là giám đốc chiến lý với cái nghĩa là giám đốc xảo lì truy chiên nị trai nở cũng cho nó xảo truy trai nở cũng cho bạn lý à gần đây hoặc là dạo này bạn làm việc ở đâu à, nị trai nở cũng cho truy là gần đây hoặc là dạo này traiung tôi làm việc ở công ty kiến trúc tôi làm việc ở công ty kiến trúc sư Trung của ma sư Trung giám đốc của bạn là người Trung Quốc phải khôngú Singapore Singapore không phải ông ấy là người Singapore Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Xiao Lý, gần đây ni zai na er Singapore Rồi Singapore là Singapore ta có thêm được một cái từ đó. À, người Singapore thì là Singaporean à, Vậy thôi cái tiếp nữa ta có từ thứ hai mươi bốn. Từ thứ hai mươi bốn là tiên nọ. Tiên nọ. À, âm hán Việt là điện, não. Điện vẫn còn dùng và não vẫn còn dùng. Hai cái âm hán Việt này đều còn dùng trong tiếng Việt của mình. À, với cái nghĩa là máy tính, máy vi tính. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Nì cơ cơ hái <laughs> chai chen ru cung sơ cung chô ma. Nì cơ cơ hái chai chen cung sơ cung ma. Anh của bạn vẫn còn làm việc ở công ty kiến trúc phải không? Anh của bạn vẫn còn làm việc ở công ty kiến trúc phải không? Bù, ta tự chỉ khai cơ Tên nào công sư là Bù, ta tự chỉ khai cơ tiên nào tốt công sư là Không Ta tự chỉ khai anh ấy tự mở một cái công ty máy tính rồi Tôi có chuyện gì muốn hỏi tôi có một chút việc muốn đi hỏi anh ấy quài dẫu tiền xưa chẳng suy quên quên ta, tôi có một chút việc muốn đi hỏi anh ấy mày thiên hoàng sang tha tôi hủy giá mày thiên hoàng sang tha tôi hủy giá mỗi buổi tối anh ấy đều về nhà hoàng sang là buổi tối buổi thì mình phải nói sau cái ngày cho nên là mày thiên rồi mới đến hoàng sang anh ấy đều về nhà Ni dẫu xưa suy trào tha ba. Ni xưa suy trào tha ba. bạn có việc thì cứ đi tìm anh ấy đi à, chín hoàn sang à, được À. hoàn sang của Tối hôm nay tôi sẽ đi tìm anh ấy. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. cơ cơ hãy chạy chen công công cho mà. Bù, chỉ khai tiên nào là. yếu tiền hoàn sang, Ha, tô ta tô hủy gia Ní sang Wà chú chú chào thêm sang Wà chú chú Kế tiếp ta có từ thứ 25 Từ thứ 25 đọc là chi zơ là thê tử Phu thê Từ thê nó vẫn còn dùng Và từ tử ừ, Âm hán Việt là tử Cũng còn dùng rất nhiều Trong tiếng Việt của mình xem mấy phim Trung Quốc thì ta thấy vợ nó dịch là thê tử ấy. thê tử là vợ và từ này là từ chính quy nói cũng được mà viết cũng được chúng ta xem ví dụ bên dưới xéo xỉ nì chi chờ cung do xéo xỉ chi bạn hứa à, bà xã của bạn gọi là vợ vợ của bạn làm việc ở đâu vậy vợ của bạn làm việc ở đâu vậy chơi nở cung do 他在一个新加坡公司工作。

Khởi hoan Đúng vậy nhưng mà cô ấy thích cái công việc của mình sĩ hoan cũng được hoan Nhưng mà cô ấy thích công việc của mình Thì từ đây chúng ta có mở rộng thêm Chi có một cái từ đồng nghĩa nữa là Lào phổ Lào phổ cũng có thể dịch là bà xã hay vợ Chúng ta lưu ý như thế này Lào phổ là từ đó của văn nói Tức là khi mà viết lách văn bản rồi Chúng ta buộc phải nói là chi nhưng mà chỗ bạn bè thân quen đâu thì mình cứ dùng từ rất là bình dân là bà xã đây là bà xã tôi chơi xùa là phụ là, là được rồi mời mọi người chúng ta cùng đọc Xéo xỉ. Nị Chi Tử ở nơi nào công tác? Tại tại một Singapore công ty công tác. Tác công tác nhất định rất là ba? đúng à? 可是他喜欢他的工作. và đọc từ mở rộng thêm luôn, lão婆, phổ kế tiếp nữa chúng ta có từ y sinh, y sinh là y sinh có nghĩa là bác sĩ, à, có nghĩa là bác sĩ y vẫn còn dùng và tự sinh vẫn còn dùng, với nghĩa là bác sĩ. Rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới, xeo lín, chỗ thiên thì suy nở ra. Xèo liến, chỗ thế này suy nở á Bạn Lâm mà hôm qua bạn đi đâu vậy? Hôm qua bạn đi đâu vậy? Wò hào, khán sân hào, khán sân Tôi không khỏe, sân thị hào tức là sức khỏe không tốt Thì dịch là tôi không khỏe Suy khán di sân đi khám bác sĩ Như vậy ngay chỗ này chúng ta thấy cũng giống như tiếng Việt của mình Mình bệnh nhưng mà mình đi khám bác sĩ À, khám bác sĩ tức là đi đến chỗ bác sĩ để khám bệnh đó. À, chúng ta có một cái từ khác đó là suy Khan biên Khan biên là khám bệnh cũng được à, và ở đây thì nó là khanh di sân cũng được. Thén, à, là, chín Thiên là Thiên là hôm nay thế nào rồi tức là hôm nay sức khỏe bạn thế nào rồi á Chín Thiên thì sinh Thi Sầm là à, hào túa là khỏe hơn nhiều rồi tốt hơn nhiều rồi và từ đây chúng ta có cái từ mở rộng là tai phu. Tai phu cũng là bác sĩ, từ này cũng dùng rất nhiều. À, ví dụ như ông bác sĩ nào đó họ lâm thì mình nói là liễn tai phu hoặc là liễn y sơn đều được. À, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xèo liễn, chỗ thiên nì chuyên nào nha? Wo sân ti <laughs> bu họ qu kan y sơn Jin yang la? hào túa là và đến đây mình xin kết thúc cái phần 4 trên 6 của bài 12 xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp à, xin chào mọi người